À, sao lại ăn vậy? Con chưa được ăn cái gì à? Con toàn chụp cái. Con toàn chụp cái không không con. Con trả cho bố được con ra con ăn. Con toàn chụp cái người ta đều ăn. Để cho nó có thoáng gió không sao, chặt quá. Cái cách mày cho tao, cái cách mày tao. Mình cứ xin tệ hơn con này không nhận tao chụp cần. Ngon không nào? Ăn bánh đi, ăn bánh đi nè. Dẹp ăn bánh kia thôi. Quay à. Đây, lấy nó ra đây ăn bánh. Mày ở nhà thế. Thì ăn bánh phải vô tư. Tao phải nói ra làm gì? Tao chỉ cầu mong mày uống rượu cùng tao. Nói bà chăng được chưa? Cái này sướng uống rượu một xử. Mất chặt. Anh đang ngồi nhau là ok rồi. Ok. Ôi lên trên rồi. Đâu rồi? Hai ông ra ra bé cháu một tí nào. Đâu đâu rồi? Nhìn thằng cháu một tí nào. Thằng trong ngoại. Tí nào. Thôi ông cứ uống rượu đi tí rồi mới để cho nó ngủ. Tí nào. Sướng cuộc đời con người ta không cần gì nữa. Thế thằng cu kia vào ăn bánh nào. Ăn bánh không? Dẫn cho nó vào đây dám ơi. Ăn bánh. Ăn bánh nữa, ăn xuống đây ăn bánh. Con kia, con bánh không? Đi xuống đây. Ok. Xuống đây, xuống chơi cái gì, xuống tay cầm cái điện thoại. Đây mà cho ông nhà miếng này nhé. Này, tôi nha. Còn nếu ông còn con ông sẽ gả hết, ông sẽ hiểu. Ông như thế này là ông đã mở sướng rồi. Con bên kia đây em quá tốt rồi đúng không? Con cái đây, cái thằng này đấy, hai thằng lành lặn, nó không chửi tôi, nó chửi tôi đánh chết ngay. Tiền bố nó hết, tiền bố nó mốc tiền cũ con. Nửa trên tay nữa mẹ ơi. Cái ngoài ra không mày cho thằng nào bố ăn đâu đấy. Con chắc mày cho, con khỏe kia lên đưa mày cho. Con có ăn thôi đi. Đòi hỏi chưa, chú nó cho mình. Không. Con có đòi hỏi đâu. Ngay đầu cái nó bảo rồi. Nói người chở đi đắt. Thế là nói ý từ bây giờ. Cố tình nói ý từ bây giờ. Sống chân thế này, thế nào chú nó cho cái hỏi. Giết cả mấy con lợn thì mấy con lợn. Đây xía đây thôi này. Cho chúng nó thì thôi. Đây. Ông nói chuyện với tôi nhá. Ai thấy à? Đây. Thôi cho ăn đi rồi, đây đi. Xía đây. Ăn không? Con này làm đi rồi đúng đây à? Xưng là nó không cần cho ông mà nó đến nó ăn được không? Nó có ăn, nó đừng có hòng chúng nó đến nhờ ông nó chỉ chén thôi. Cái miếng bánh cửa con ở ở trong cái đây nè. Cái này là cái miếng bánh cửa con đấy ở trong cái chứ. Đây là bác đừng có mong hỏi. Con thay để tiếng cô lắm lắm lên trên mạng cho con nhá. Còn cái bánh miếng bánh này, cái miếng bánh cửa con đấy. Đừng có cho người chuyện được thì bạn thấy sao mà. Cái điều đó là đừng nhớ con hạ cái này. Ông nào cũng xử ông này uống được rượu. Cái cách này là gọi là cái ước cái gì?
ông chỉ giống mình thôi. Nó cho là mình quý. Cũng có thôi, mình có ra lên từ mình ăn đi. Sau này bác yên tâm đi, bác có thể quan trọng cho chứ mình sau. Gì? Chị không ăn chi? Cái đấy là không quan trọng, con cái là ví dụ là Diệp năm bà đã đút cho ạ. Cảm ơn. Trên là quay xong cơ. Con quay con chỉ từng người một ai nào, những ai trong đây nào? Những ai nào? Đây là người hết tên này. Ai công? Con nói. Tên tôi ở đây nè. Con đi trường hợp bốn trường hợp đâu ông ngoại đi nhiều khi anh xử có ba mà tất cả mọi người quốc tay của doanh nghiệp ông tám con phải gọi ông nhớ chứ không có cả tôi qua đọc qua cho con đây là ông nông đây là em quay video quá dài rồi đó. Mày chắc thì mày sống hơn bố mày. Đâu được. À con điên, nó cái đâu à? Tí bên trong ngoại tí nhỉ. Chi kìa. Chi kìa. Hả hơi tí là để trong ngoại nó mua thằng nó uống rượu nó uống ngoại nó tí. Em làm gì rượu ngoại. Kẻo lắm đi. Cái gì lo sao lại không có thằng nào mà ta bổ khen như bà ngoại nó đẻ dở thôi rồi mà đời không phải như cái sư nó đẻ khôn thôi tức thật hai thằng con trai nó khôn ra cho ông đẻ ông toái cho ông đi đẻ đẻ chỗ khác bực. Muốn ông đẻ đâu đẻ đẻ chỗ khác là may cà xước. Hai thằng này sao mày đẻ cho thằng con trai mày bố thế mà mày đẻ được giỏi nha. Cái đâu ra 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 chứ. Không muốn đẻ con gái chứ không nhau gái một giai con đành người này muốn đẻ gái. Ông bà trong giờ này trông ngô ngố thế mà đẻ khôn không. Cái này nó do thời buổi hiện đại nó phải quyết cái này nó trí thông minh của nó mới được. Anh rồi khổ là anh rồi được. Mỗi nhà bảo hốn đi. Tính ông phải đánh quá. À. Cái đứa mới nhìn. Được chưa? Được chưa? Trả đi nhá. Làm một con nó không tin được. Hôm nay tôi hôm nay chưa. Được quay lên giờ rồi. Tạm biệt nha. Anh chị gọi là gì? Tôi tạm biệt mọi người nha.